Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 22 tháng 11 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có cập bến mới rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp với giá rất là rẻ, những cái mặt hàng kg rất là nhiều, những cái dòng hàng lan thuần đẹp, hàng đang hiện tại đang mùa chuẩn bị mùa nụ mùa hoa để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn ạ. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc Trung Nam trên toàn quốc ạ. Và sau em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Thì đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là lô giáng hương tam bảo sắc, hàng nay về rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Chuẩn bị đến mùa xuân rồi ạ, hơn 2 tháng nữa thôi là đến mùa xuân rồi, thì cô chú anh chị sẽ chuẩn bị được thưởng thức những bông hoa giáng hương tam bảo sắc thơm ngát tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Giá em bán là 160.000 cho 1 kg giáng hương tam bảo sắc, cây tuyển chọn từ cái tầm cây khá là lớn nhé cô chú anh chị nhé, khá là lớn cái lô hàng này này, mỗi một cây như vậy có thể cho 2 chùm hoa đẹp tuyệt vời luôn đấy ạ. Và sang bên này đây là cái lô hoàng lạp, cây rất là to và đều cây và cũng đã cắt tỉa khá là kỹ luôn rồi. Hoàng thảo hoàng lạp em xin phép được bán với giá là 120.000 cho 1 kg hoàng lạp ạ. Sang bên này đây là cái lô giáng hương quế tím này cô chú anh chị này. Cái dòng quế tím này thì hoa rất là thơm, như là mùi hương của tam bảo sắc nhưng mà sẽ đậm đà mùi hương hơn, và sắc hoa hồng sáng rất là đẹp luôn. Đấy, đỏ hồng rất là đẹp ạ. Em bán 1 kg với giá là 140.000 cho 1 kg. Thì cũng rất là lâu rồi cái mặt hàng kg là khá là khan hàng thời điểm bây giờ này. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng giáng hương bạch nhạn cho cô chú anh chị nào mà yêu thích cái dòng hoa màu trắng muột nà không tì vết ạ. Cái giáng hương bạch nhạn nhé, hoa thơm dịu tuyệt vời luôn. Em bán bạch nhạn với giá là 160.000 cho 1 kg giáng hương bạch nhạn, và em sẽ bán từ 0,3 kg. Với 0,3 cô chú anh chị có những cái giò lan rất là đẹp rồi. Và sang bên này đây là dòng giáng hương cẩm báo này cô chú anh chị, một cái dòng lan mà giáng hương hoa rất là bền và với bông hoa cánh đốm như là cái màu sắc của dòng cây dòng cái da báo rất là độc đáo và đẹp luôn. Và hiện tại thì có một số cây đã bắt đầu nhú nụ rồi này cô chú anh chị này. Đó. Nên là cái giáng hương cẩm báo là về cô chú anh chị sẽ được thưởng thức hoa ngay và cái lô hàng về rất là xinh luôn. Với giá em bán là 160.000 cho 1 kg giáng hương cẩm báo cô chú anh chị nhé. 1 kg được khá là nhiều đấy ạ. Cây này thì rất là dễ thuần dễ chăm. Sau bên này đây sẽ là dòng kiều vuông cánh trắng. Cô chú anh chị mình có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn ạ. Và hiện tại cô chú anh chị có thể thấy là một số cây đã bắt đầu là sưng nhễ mắt nụ rồi. Đó, dòng lan kiều vuông cánh trắng này xin phép được bán với giá là 210.000 cho 1 kg nhé. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái lô hoàng thảo vẩy rồng. Nói chung là hàng hôm nay thì không có được đẹp bởi vì là nó không có nhiều lá, tuy nhiên thì nó vẫn có thể sống và vẫn cho hoa bình thường nhé. Em bán với giá chỉ có 80.000 trong 1 kg này. Và sang bên này đây sẽ là dòng hoàng nhạn tháng 4, được coi là chị em song sinh của dòng lan hoàng nhạn tháng 8. Nói chung là em cũng có những cây từ tầm nhỏ, cây giống cho đến cây lớn ạ. Thoải mái cô chú anh chị lựa chọn, và bình thường thì 600.000, hàng hôm nay thì chỉ có giá là 500.000 cho 1 kg. Đấy, cái hoàng nhạn thì có lẽ là cái hương thơm thì vô đối rồi, trong tất cả dòng giáng hương thì có lẽ hoàng nhạn là cái mùi hương thơm nhất rồi. Sau bên này thì cô chú anh chị có thể mua hàng cân hoàng nhạn hoặc là mua theo lô này cho em cũng được này. Ở đây thì em có 2 lô đấy ạ. Lô số 1 đây cô chú anh chị nhìn cho em là có 2 này, 4, 6 cây. 6 cây nhạn lớn nhá cô chú anh chị nhá. Và 6 cây nhạn lớn này em xin phép bán 90.000. Và lô số 2 thì nhiều cây hơn nhưng mà nó sẽ nhỏ hơn này. Lô số 2 rất là xinh. Bao nhiêu cây ạ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cây. Đó, thì 12 cây này thì em sẽ bán là 100.000. Thế tùy cô chú anh chị lựa chọn này. Hoặc là cô chú anh chị mua hàng cân bên này cũng được nhá. Thì nói chung là hàng cũng đã là những cái cây tuyển chọn đẹp hết này cô chú anh chị. Thoải mái cô chú anh chị lấy, em sẽ bán từ 0,1 kg, tức là 50.000 thôi. Thì cô chú anh chị cũng đã được những cái giò lan đẹp rồi đúng không ạ? 0,1 thì cũng được những cây giò lan rất là đẹp rồi, hoặc không cô chú anh chị chọn theo phần như vậy cho em. Và bên này thì em có hai dải hoàng lạp lớn để cô chú anh chị có thể tạo ra những tác phẩm ở mùa xuân này.
Em gọi đây là phần số 1 ạ. Phần số 1 là một cái dề hoàng lạp này. Cái dề này thì đúng như cái hàng nguyên bản luôn cô chú anh chị ạ. Giả hành nú luôn. Và cái dề này em xin phép được bán 270.000. Tiếp theo là dề số 2 cũng rất là xinh luôn ạ. Dề số 2 180.000. Sau bên này thì em có một khúc hoàng thảo nghệ tâm này. Khúc hoàng thảo nghệ tâm nhìn như vậy thôi nhưng mà khi mà nở hoa bông hoa cũng sẽ khá là xinh. Rồi cái khúc hoàng thảo nghệ tâm này em bán với giá là 50.000 đi. Cô cho cô chú anh chị về sưu tầm ạ. Và tiếp sau bên này đây sẽ là những cái cây đai châu hay còn gọi là nghinh xuân, là ngọc điểm, dòng lan mà nở hoa Tết đấy ạ. Có lẽ ai là những người chơi lan thì chắc chắn là mùa đến Tết thì đều mong muốn là có những cái giò đai châu này để mà thưởng thức hoa Tết này. Những cái cây đai châu nghinh xuân ngọc điểm này hiện tại là đang nụ kỳ là xinh luôn. Đó, cây nào cũng sẽ có nụ, những cái nụ rất là đẹp đang vừa nhú như vậy để cô chú anh chị có một mùa hoa Tết trọn vẹn nhá. Em bán với giá là đai châu bình thường 300.000 cho 1 kg, hàng của ngày hôm nay với giá chỉ có 260 cô chú anh chị nhá. Dạ, cô chú anh chị nhìn toàn bộ lô hàng. Đó, cây đã đẹp như vậy. Số cây nó sẽ rơi khoảng tầm 2 cho đến 6 cây trên 1 kg. Thì tùy cô chú anh chị muốn lấy cái loại 6 cây hay loại 5 cây, loại 4 cây cô chú anh chị cứ báo em, để em sẽ nhặt cho cô chú anh chị đúng cái số lượng như vậy nhé. Và bên này ạ, ngoài đai châu rừng thì em còn có những cái cây đai châu Thái, hàng thuần sẵn trong chậu rất là đẹp luôn này. Và dòng đai châu Thái này thì sẽ là nó sẽ có đa màu sắc với những cái màu sắc rất là tuyệt vời luôn. Thì ở đây cái lô này thì em sẽ có 3 màu sắc để cô chú anh chị lựa chọn, cây nào thì cũng đều đang nhú nụ hoa chuẩn Tết nhé cô chú anh chị nhé, cây nào cũng nhú nụ hoa chuẩn Tết ạ. Và rơi vào 4 cặp lá, 2-4 cặp lá cô chú anh chị ạ, từ 4 cặp lá rơi vào 4 cặp lá. Và ở đây thì em có 3 màu sắc, đó màu đỏ sắc pháo này, màu đỏ chấm này và màu hồng đẹp. Đồng giá mỗi một cây châu xinh đẹp như vậy với giá chỉ có 130.000. Và đặc biệt ạ, bên này thì em có, hôm nay thì em lại cập bến một cái lô hoàng nhạn nhé cô chú anh chị nhé. Dòng lan hoàng nhạn, dòng lan hoàng nhạn 4N. Một cái cây nhạn mà có thể thỏa mãn đam mê cô chú anh chị với cái dòng hoa nhạn. Cô chú anh chị lấy nhạn rừng thì nó cũng rất là đẹp, nhưng mà để được những cây nhạn to và đẹp ưng ý với những cần hoa to và đẹp ưng ý thì có lẽ là dòng nhạn 4N này sẽ đáp ứng được điều đó này cô chú anh chị này. Những cây nhạn 4N, nhạn hoàng nhạn rừng thì nó cũng rất là đẹp cô chú anh chị ạ. Tuy nhiên thì để mà được những cây nhạn to như cái nhạn 4N này thì sẽ gần như là không có đâu ạ. Dạ. Một cây nhạn 4N như vậy thì khi mà cô chú anh chị chăm chút được thì nó có thể cho những cái cần hoa rất là to, rất là đẹp luôn. Đấy, những cái chậu lan rất là rực rỡ như thế này. Thì một cây nhạn 4N như vậy thì rơi vào khoảng tầm 4-5 cặp lá, xinh đẹp luôn, hàng với hôm nay rất là nhiều cô chú anh chị nhé. Em chỉ giao lưu cùng cô chú anh chị với giá là 130.000 thôi ạ. 130.000 cho một chậu thôi. Cô chú anh chị biết là cái giá trị của dòng nhạn 4N như thế nào rồi. Đa số em thấy là những cây nhạn to to một chút là người ta sẽ bán tầm trên 200 rồi. Đấy, thì cái lô nhạn này về thì cái giá nó được rất là được ưu ái, nên là để cô chú anh chị có thể sưu tầm những cái cây nhạn tuyệt vời nhá. Sau bên này đây, cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Mặt bông này cô chú anh chị nào ưng thì sưu tầm đi ạ. Dòng lan địa lan ruby đỏ. Mỗi một bông hoa to đùng và cái sắc hoa đỏ rượu vang, lưỡi đỏ tươi rất là tuyệt vời luôn như thế này. Đấy, bông hoa căng cực kỳ là đẹp luôn nhé. Những cần hoa căng và rất là đẹp luôn. Mỗi một chậu lan như vậy thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 cần hoa. Đấy, 2 cần hoa cao và có thể có thêm 1-2 cần hoa thấp nữa. 2 cần hoa cao hoặc là có thêm 1-2 cái vòi cần nụ đang nhú nhé cô chú anh chị nhé. Nhưng với 2 cần hoa này không thôi thì cũng đã đủ rất là đẹp để cô chú anh chị thưởng thức rồi. Và một cái chậu lan như vậy, một cái sắc hoa, một cái chậu địa lan đỏ tươi và đẹp như thế này, em chỉ bán có 270.000. Cô chú anh chị về có thể làm quà tặng này, quà biếu này thì rất là hợp lý luôn. Hơn 500.000 cô chú anh chị sở hữu ngay hai giò địa lan tuyệt vời để thưởng thức hoa trong vòng trên 2 tháng và một cây giống rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Cái chậu như thế này thì sang năm về cô chú anh chị trồng chắc nó cũng sợ rơi, như nhà em mà trồng những chậu này thì chắc là nó cũng phải có tầm ít nhất là 4 cần hoa. Đấy. Hiện tại là nhà em có những cái chậu lan địa lan như này này. Trồng hiện tại đang nhú khoảng tầm có chậu khoảng lên đến 10 cần hoa luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, thì ở chỗ em thì cây này khá là dễ trồng, rất là dễ trồng luôn ấy. Em để nguyên chậu như thế này mà không sang chậu, cây nó vẫn cứ cho hoa bình thường. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em cái sắc hoa đỏ thắm rất là đẹp luôn. Với sắc hoa mà em nghĩ rằng là ít có một cái dòng địa lan nào mà nó vừa hoa vừa to với sắc hoa đỏ đẹp như vậy. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây hồ điệp hiện tại đang nụ như thế này và đang bắt đầu phân nụ, nụ rất là khỏe luôn ạ. Là dòng hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài này cô chú anh chị này. Mỗi một cây như vậy là nó sẽ có 2 cần hoa nhé. Rất là khỏe luôn ạ. Cô chú anh chị ngắm những cái cần hoa, cần nụ cho em ạ.
để đảm bảo cô chú anh chị có một mùa hoa căng và đẹp nhất. Với chậu hồ điệp lá biên lá phát tài tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Em xin phép bán một chậu như vậy với giá chỉ có 60.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé, 60.000 cho một giò thôi ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có những cái chậu cũng là cái dòng hồ điệp. Cái dòng hồ điệp này thì là dòng hồ điệp hoa trắng tuyết cô chú anh chị nhé. Bông hoa trắng và lưỡi đỏ rất là đẹp luôn. Bông hoa trắng và lưỡi đỏ cực kỳ là xinh như thế này. Và một chậu như vậy cũng có hai cần hoa. Cây bây giờ cũng đang bắt đầu là đang phân nụ thôi ạ. Đây, đảm bảo là cô chú anh chị sẽ được thưởng thức một dạo nữa, là sẽ được thưởng thức trong suốt cái thời gian bây giờ đến Tết luôn ạ. Cũng là 60.000 cho một giò. Và bên này là những cái chậu lan hoa trắng. À đây là những cái chậu lan hoa vàng nhé. Hồ điệp hoa vàng và dòng này thì sẽ có hương thơm. Một chậu như vậy cũng có hai cây ạ. Cây rất là khỏe luôn, em cũng bán 60.000 cho một giò. Bên này thì là sẽ là những cái chậu càng cua. Cây rất là khỏe luôn cô chú anh chị. Những chậu càng cua vậy ạ. Cô chú anh chị về để trong trên bàn làm việc hay là chỉ trên ban công rất là xinh luôn. Chậu như vậy 60.000 với sắc hoa đỏ rực rỡ nhé. Cái chậu càng cua này, sắc hoa đỏ rất là tươi. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan vũ nữ cá bập. Dòng lan vũ nữ cá mập hay còn gọi là hương tử lan. Cái dòng lan mà có hương thơm vô cùng là thơm, thơm ngào ngạt luôn cô chú anh chị ạ. À, cô chú anh chị có một cái chậu hương tử lan như vậy mà trong sân vườn ấy ạ, à, trong nhà ấy ạ. Khi mà nó nở hoa ấy thì sáng sớm hôm sau trở dậy thì cả cái không gian sẽ ướp toàn bộ mùi hương luôn cô chú anh chị nhé. Cái chậu hương tử lan khỏe đẹp với sắc hoa tím đẹp một cách bí ẩn như vậy này, mà cái đặc biệt là hoa bền, bông hoa to và rất là thơm nhé. Tất cả là mỗi một chậu như vậy đều có hai cái vòi nụ ạ. Cây khỏe và đẹp này cô chú anh chị này, đều nhú hai vòi nụ để cô chú anh chị có thể được thưởng thức mùa hoa trọn vẹn nhất. Em bán với giá là 150.000 cho một chậu hương tử lan. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu phi điệp năm cánh trắng họng hồng. Dòng phi điệp năm cánh trắng họng hồng này thì có lẽ là chinh phục bất cứ một ai chơi lan khó tính nào. Cái dòng lan với những cái bông hoa trắng nuột nà, cánh cong bay vút và rất là thơm. Đấy, sai hoa một cách tự nhiên luôn cô chú anh chị nhé. Hiện tại cây đang một số cây đang bắt đầu là nhú nụ như vậy rồi này. Hàng này là dòng chuẩn hoa Tết nhé. Một số cây thì đang bắt đầu là sưng nụ như vậy thôi cô chú anh chị này. Sẽ rất là chuẩn hoa Tết cho cô chú anh chị luôn. Đây ạ. Đây này cô chú anh chị này, đang bắt đầu chuẩn bị nứt ra khỏi thân này. Đấy. Đấy ạ. Đảm bảo hoa đẹp tuyệt vời cho cô chú anh chị. Và một cái giò như vậy, một cái giò lan như thế này sẽ rơi vào ít nhất là 3 thân ạ. 3 thân cô chú anh chị nhé, hoặc là 4 thân, là 3 thân lớn và có thể kèm thêm 1-2 thân nhỏ nữa. Và một cái chậu lan như vậy em chỉ bán có 140.000 thôi. Em bao giá rẻ nhất thị trường mà hàng chuẩn mặt đông cây giống cho cô chú anh chị để được thưởng thức hoa Tết đẹp nhá. Sang bên này sẽ là trầm biên vàng ạ. Những cây trầm biên vàng, cái mặt bông có lẽ là trong tất cả những mặt bông trầm thì có lẽ trầm biên vàng, em theo cảm nhận của em thì khó có mặt bông nào nó đẹp hơn trầm biên vàng. Chắc chắn một điều rằng cô chú anh chị nào mà đã được ngắm thì đều sẽ vô cùng là hài lòng với vẻ đẹp của dòng lan trầm biên vàng này. Nở ra rất là sai hoa cô chú anh chị ạ. Nó chỉ ví dụ như cái thân dài khoảng tầm 40 cm thì nó chỉ sót lại vài đốt ở gốc là nó không nở hoa thôi. Còn lại nó sẽ nở hoa hết và sau đó là những cái mắt còn lại ấy, nó không nở hoa thì nó sẽ lên ki. Nói chung là một cái dòng lan rất là tuyệt vời. Vừa đẹp mà lại vừa rất là dễ thuần, dễ chăm. Một cái chậu lan như vậy em bán với giá chỉ có 90.000 cho một giò thôi cô chú anh chị nhé. 90.000 cho một cái giò trầm biên vàng này thôi ạ. Và bên này đây ạ, là em có một cái giò lan lọng dày này cô chú anh chị này. Một cái giò khá là lớn nhá. Một cái giò khá là lớn. Cái dòng lan lọng dày này thì cũng là một cái dòng lan mà khá là được nhiều. Bông hoa của nó sai và mang hình dáng của những cái đôi giày rất là xinh đẹp luôn này cô chú anh chị này. Đó. Nói chung là cái dòng lan này thì cô chú anh chị có thể sưu tầm ạ. Em bán một cái giò lọng dày này sẽ là 120.000 cô chú anh chị nhé. Và toàn bộ cái xung quanh của nó là một cái khuôn tròn như vậy này, là gần như là đều có cây hết cô chú anh chị ạ. Và về cô chú anh chị treo để thưởng thức những cái cây lọng dày với hình dáng mang chiếc giày rất là xinh đẹp luôn ở đây ạ. 120.000. Và sang bên này đây thì em có những cái mặt bông dendro rất là xinh cô chú anh chị ạ. Cô chú anh chị nào yêu mến cái mặt bông dendro tím hồng này không ạ? Tím hồng này, một cái mặt bông mà em nghĩ rằng là đẹp. Một cái chậu như vậy nó sẽ có rất là nhiều thân. Có thân vừa đang nở hoa, cũng có những cái thân nó đang nụ, đang bắt đầu là nhú nụ.
cũng có thân nhưng đã tàn hoa rồi. Và ngoài những cái chậu mà nó là cái dòng hoa kia thì em còn có những cái chậu mà hoa trắng này cô chú anh chị này. Bây giờ đang bắt đầu là nhú nụ nhé, trắng không tì vết luôn, nụ xanh len lét luôn cô chú anh chị này. Đấy, em đảm bảo là hoa trắng rất là đẹp. Mấy dòng này thì trước đây nhập vào Thái về rất là đắt. Và một chậu như vậy em xin phép được bán với giá là 150.000 cho một giò nhé chú anh chị nhé. 150.000 cho một cái giò đen đô xuân này. Sang bên này sẽ là những cái cây thiên nga, củ căng mướt luôn này cô chú anh chị này. Căng bự chảng luôn, chuẩn bị lên mầm gốc mới cũng như chuẩn bị cho hoa. Dạ. Cô chú anh chị nhìn cho em những củ thiên nga căng và rất là đẹp luôn. Và một cái chậu thiên nga như vậy là củ to nhé cô chú anh chị nhé. Xin phép được bán với giá là 130.000 cho một cái giò này. 130.000 em có 3 màu sắc đó, đỏ đốm, đỏ nâu và xanh cốm ạ. Ra thì bên này em cũng có những cây thiên nga nó nhỏ hơn cô chú anh chị ạ. Nhưng cô chú anh chị về chăm một năm là chắc cũng sẽ được những củ như bên kia. Và những củ này thì cũng hàng chuẩn mặt bông nhé cô chú anh chị nhé. Và ở đây thì em chỉ bán với giá có 50.000 thôi cô chú anh chị ạ. Đảm bảo cây giống khỏe đẹp, cái dòng thiên nga rất là dễ sống, dễ chăm. Mà mùi hương đã được thưởng thức rồi thì chắc chắn là ai cũng sẽ rất là thích cái mùi hương của nó. 50.000 cho một giò thôi, cũng có 3 màu sắc đỏ đốm, xanh cốm và đỏ nâu. Bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiếm Phan Trí hàng gieo hạt của rừng Việt Nam. Và nhiều người khi mà mua cây này thì đã sổ mặt bông rất là chuẩn và rất là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Dòng gieo hạt thì có thể là nó sẽ không giống toàn bộ hoàn toàn những cây mẹ, nhưng có thể đạt đến 70-80% và thậm chí sẽ có những cái mặt bông nó đẹp hơn ạ. Em bán một cái chậu rất nhiều thân như thế này có 110.000 thôi. Sang bên này đây sẽ là những cái giò lan giả không ngọc. Chậu sẽ rơi khoảng tầm 3 thân hoặc là 4 thân ạ. Với giá chỉ có 70.000 cho một giò thôi nhé. Giả không ngọc ạ, 70.000 cho một giò. Và sang bên này đây thì rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Để cô chú anh chị có thể lựa chọn những cái giò lan hoa Tết, hoa xuân ạ. Để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái dòng lan ưng ý nhất này. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Đầu tiên sẽ là những cái hình đai châu trước. Thì đai châu em có bán hàng cân bên kia đấy ạ. Cô chú anh chị có thể chọn theo hàng cân bên kia nhé. Đó, đây là toàn bộ cái lô hàng. Cô chú anh chị yên tâm giúp em là sẽ là những cây rất là đẹp. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình này cho em này. Đó, theo hình này cho em nếu như cô chú anh chị nào kỹ càng nhé. Thì ở đây em có hình số 1 này. Hai cây châu rất là bự luôn ạ. Cây nào cây đấy sẽ rơi khoảng tầm 2 hoặc là 3 cân nụ, thậm chí là 4 luôn. Hình này em bán với giá 210.000 cho hai cây châu to này. Về cô chú anh chị có thể làm hai chậu lan rất là đẹp luôn. Tiếp theo sẽ là hình số 2, cũng là hai cây siêu to bự. Đấy, lá xếp đứng rất là đẹp luôn ạ. Dạ. Những cây như thế này thì cần hoa của nó sẽ rất là dài. Cái hình này em bán với giá 270.000 nhé. Và tiếp theo sẽ là hình số 3, 190.000. Hình này có hai cây. Và hình số 4 ạ, em bán với giá là 210.000, cũng là hai cây rất là to. 210.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 5, 230.000 cho hình số 5 ạ. 230.000 cho hình số 5. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 6, 140.000 cho hình số 6 này. Hình này 4 cây ạ. 4 cây có 140.000 thôi ạ. Đảm bảo của chú anh chị có hoa Tết xinh để thưởng thức này. Sang hình số 7, 190.000 cho cặp châu này. Hình số 8, hình này cũng là 4 cây. 4 cây lớn hơn cô chú anh chị nhé. Cây em thấy nhú nụ rất là xinh ở đây rồi ạ. Với hình này ạ, em xin phép được bán với giá 230.000. Cô chú anh chị làm được hai chậu đẹp luôn này. Sang bên này là hình số 9 này. Một cái giò dáng hương đuôi cáo. Cây lớn và cây mẹ con cô chú anh chị nhé. Cây lớn mẹ con và bản lá to tròn ngắn đẹp lắm cô chú anh chị ạ. Cái khúc cáo này thì em xin phép được bán với giá là 200.000. Là cái hình số 9 nhé. Là hình số 9 cái khúc cáo này. Và bên này là hình số 10. Là một cái giò cáo thuần của vườn nhà em ạ. Giò này có tất cả là 4 cây lá xếp xinh như vậy này. Cô chú anh chị về treo bây giờ là sang xuân. Sau Tết là bắt đầu cây sẽ nhú nụ luôn ạ. Giò lan này em xin phép được bán với giá chỉ có 220.000 thôi. Sang hình tiếp theo. Hình 11 em cũng bán là 11 cái giò lan này có 4 cây với giá chỉ 180.000 thôi ạ. Hình số 12 ạ. 12 đây ạ. 6 cây tất cả cô chú anh chị nhé. 230.000 cho giò này. Và hình số 13. 13 cái giò này em cũng bán 200.000. 2, 4, 5 cây ạ. 2, 4, 6 cây. Tiếp theo sẽ là hình số 14. Em bán 230.000. 14, 230.000 ạ. Tiếp theo sẽ là hình 15 là giả Hawaii. Giả Hawaii số 15. Cái giò này thì rất là nhiều thân luôn. Cái giò này em xin phép bán có 140 thôi cô chú anh chị nhé. Và sang hình tiếp theo là hình số 16 cũng là Hawaii đấy ạ. Hawaii 16 cũng với giá 140.000. Và Hawaii 17 đây cô chú anh chị. Hawaii 17 đây ạ.
có những cái thân to dài gần như cả hơn mét, tầm mét rưỡi luôn ạ. Đẹp. Máy giò này em xin phép được bán với giá là 160.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 18. Cái giò này ạ, là một cái giò phi điệp tím của vùng Cao Bằng. Trước đây điệp tím của vùng Cao Bằng thì cô chú anh chị nào chơi lan lâu thì biết rồi, cái mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng thì trước đây phải nói là siêu hot luôn, được rất nhiều người muốn sở hữu sưu tầm. Cái dòng lan phi điệp vùng núi đá với hoa lá cánh hoa lá lá nhựa dày cộp này cô chú anh chị này, khi mà sổ bông thì hoa môi cánh sáp bóng và môi tuyết rất là đẹp. Cái giò lan này thì em có một cái thân rất là to, đảm bảo cô chú anh chị có những cái bông hoa rất là xinh ở mùa xuân này. Thêm một cái mầm mập ú ở bên kia nữa. Giò này em bán có 100.000 thôi ạ. Tiếp theo sẽ là hình 19. Cái giò này em cũng bán 100.000 để cô chú anh giao lưu cùng cô chú anh chị cây giống đẹp của vùng Cao Bằng ạ. Và sang hình tiếp theo 20 này. Cái giò lan này rất là nhiều mầm này. Và cũng có những cái thân bây giờ đã bắt đầu xuống lá rồi đấy ạ. Cái giò này em xin phép được bán 130.000. Hình số 21, cái giò xinh xinh này cô chú anh chị làm giống đấy ạ. Chuẩn mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng đây, có 90.000. Sang bên này sẽ là những cái giò chầm rồng đỏ. Dòng chủ hoa chủ về hoa Tết cô chú anh chị nhá. Dòng chầm rồng đỏ ạ, hoa nở vào thời điểm Tết. Trước đây thì những cái cây 1 2 năm trước đây, những ai chơi lan thì có lẽ là không thể nào thiếu những cái bông chầm rồng đỏ để trưng trong 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 nhà trong những ngày Tết đến đâu ạ. Chầm rồng đỏ đặc trưng là thân rất là nù và đốt ngắn rụt. Khi mà nở hoa thì rất là sai bông luôn ạ. Với sắc hoa đỏ nên là rất là phù hợp với những ngày Tết, và đặc biệt cái hương thơm thì thực sự là đã trầm thì cực kỳ là thơm. Đấy, cái hình 22 này, cả một cái giò như vậy ạ, 130.000 thôi cô chú anh chị nhé. Trước đây mỗi một thân khoảng tầm 300.000 ạ. Bây giờ một giò lan đẹp, giò lan đẹp với giá chỉ có 130.000 thôi ạ. Đẹp nhất mà không hề là không hề một cái dòng lan mà vừa đẹp. So với cái giá trị của vẻ đẹp của nó thì nó quá là rẻ luôn cô chú anh chị ạ. Sang hình tiếp theo hình 23, với giá em bán ạ. 23 này em cũng bán là 130.000 này. Cái giò này là 5 thân nhá. 5 thân nú cô chú anh chị ạ. 130.000. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 24. Bây giờ cây đã bắt đầu xuống lá rồi đây cô chú anh chị này. Đó, cô chú anh chị nào thích lấy những cái cây xuống lá như vậy. Xuống lá thì những cây xuống lá rồi bao giờ nó sẽ nở hoa sớm hơn nhé. Còn những cây còn lá thì nó sẽ nở hoa chậm hơn đây này. Cây xuống lá như vậy là bắt đầu là nó sẽ nứt vào lụa luôn ạ. À. Cái giò này bao nhiêu thân nhỉ? 2, 4, 5 thân to đùng luôn. Giò này em xin phép được bán với giá là 140.000 này. 140.000 cho giò lan này này. Sang hình tiếp theo hình 25. Giò này cũng là 3 thân nú luôn ạ. À. Xin phép cũng bán với giá là 140.000 này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình 26 cô chú anh chị này. 26 đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn rõ này, những cái thân mà nó rụng lá như vậy là bắt đầu là nứt vỏ lụa đấy, rất là đẹp luôn rồi đây cô chú anh chị này. Chuẩn hoa Tết cực kỳ luôn, 4 thân đẹp ạ. 4 thân đẹp tuyệt vời luôn. Với giá em cũng bán là 130.000 nhá cô chú anh chị nhá. Quá là đẹp luôn ạ. Những cái mắt nụ của nó này. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 27 này. 27, cái giò này em bán với giá 4 thân 110.000. Hình 28. Hình 28 3 thân cũng với giá 110.000. Hàng này bây giờ cũng đang bắt đầu xuống hết lá này. Và hình tiếp theo là 29 ạ. Cũng 3 thân cao khoảng tầm 4 thân chứ, cao khoảng tầm 45 cho đến 50 cm. Chỗ này em xin phép được bán với giá là 130.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 30. Hình số 30 này em cũng bán với giá là 130.000, chỗ này cũng là 4 thân nhá. Hình số 31. 31 này cũng là 3 thân nụ này. Em bán với giá 120.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 32 cô chú anh chị nhìn cho em. Đấy, chậu 2 thân to đùng luôn, cái thân to như cái ngón chân cái luôn, có một thân cao khoảng tầm 7-80 cm gì đó. Thêm hai thân thấp hơn ạ. Giò này em cũng bán là 120.000 nhá cô chú anh chị nhá. 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 33 đấy ạ. 33 này, hai thân cao lớn, một thân khoảng tầm 80 cm, bây giờ cũng rụng xuống hết lá rồi đấy ạ. Với thêm hai thân thấp hơn ạ. Thân to đùng như cái ngón chân cái luôn nhá cô chú anh chị nhá, cực vip luôn. Giá em bán là 140.000. Sang hình tiếp theo cũng vậy này cô chú anh chị, nhìn cho em ạ, hai thân thôi, nắm gần như được một nắm chặt trong lòng bàn tay luôn, thân to đùng như vậy này. Đấy, em so cái ngón tay của em ở đây ạ. Cái thân này nó to hơn cái ngón tay của em gần như gấp đôi luôn ạ.
Đấy thì cô chú anh chị tưởng tượng nó mập nù như thế nào. Hai thân to đùng luôn. Một thân cao khoảng 60, một thân cao khoảng tầm 80 và thêm ba thân thấp hơn một chút xíu. Cái giò này em xin phép được bán bao nhiêu ạ? Là 140.000 nhá. Tiếp theo sẽ là hình số 36. Là những cái chậu lan kiếm, dòng kiếm chuẩn mặt đông và là dòng kiếm va, kiếm đột biến của chú anh chị nhé. Vàng cánh chim, chậu này em đếm được rất là nhiều thân, xung xuê như vậy. Em bán có 250.000 thôi ạ. Sang bên này sẽ là bình an kiếm này, một cái mặt đông cực kỳ là vip đẹp luôn. Em bán chậu bình an kiếm này với giá là 300.000 ạ. Và sang hình tiếp theo là hình số 38, một chậu bình an kiếm cực đẹp luôn. Xanh mướt rất là đẹp luôn ạ. Cô chú anh chị về đổi sang một cái chậu khác nữa để ngoài sân, ngoài sảnh cũng rất là đẹp luôn, chưa cần ngắm hoa. Cái giò này em xin phép bán 700.000. Sang bên này sẽ là dòng Taiwan 4. Em còn duy nhất một chậu Taiwan 4 thôi cô chú anh chị ạ. Dòng kiếm đẹp nhất trong tất cả những mặt bông của dòng kiếm Thái đây, với những cần hoa rất là dài và có hương thơm. Em bán chậu Taiwan 4 này với giá là 200.000. 200.000 thôi ạ. Đấy, trước đây thân vài triệu, giờ cả một giò lan như vậy có 200.000. Đây này sẽ là những đặc sản ở vùng miền Cao Bằng ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đây là măng mầm ạ. Măng mầm siêu xịn và siêu ngon luôn nhá. Một túi măng mầm như vậy 1 kg em bán với giá là 200.000. Chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng với giá là 200.000 cho một túi, à đâu 170.000 cho một túi nửa kg. Và nấm hương rừng ạ, với giá em bán là 100 túi như vậy, túi nấm hương rừng như vậy. Em xin phép được bán với giá là 140.000 cho một túi nửa kg cô chú anh chị nhé. Đặc sản của vùng Nguyên Bình Cao Bằng ạ. Và bên này thì chuối hộp khô với giá 100.000, rễ mũi tình với giá 120 và nấm ngọc cẩu 150 nhé. Đồng gửi cây chanh em bán 220 và hoàng tiên em bán 200. Bên này sẽ là các chế phẩm vật tư dành cho hoa lan, vỏ thông đủ size 1234, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, giớn vụn 40.000 trong kg. Rêu rừng sẽ là 50.000 trong 1 kg và Atonic 10.000 cho một gói, duy xanh 50.000 và dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ này. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp ạ. Và Super 2 hốc môn tăng trưởng với giá là 50.000 cho một lọ này. Đây là cái thuốc đặc trị côn trùng với giá là 90.000 cho một lọ. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ, ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 cho một lọ. Và cái B12 giải độc cho cây 30.000 cho một lọ nhé. Siêu da rễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ và cắt tan đặc trị thối nhũn 35.000 cho một lọ. Kinkinbun cũng là đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói nhé. Chị Châu Đề Ma phân bón vi sinh kháng nấm 25.000 cho 50.000 cho một túi 1 kg và một hộp 1 kg với giá 130.000. Và bên này sẽ là phân bón dạng túi lọc ạ. Với 20 túi lọc bên trong em bán với giá là 50.000, à 35.000 cho một hộp với 20 túi lọc bên trong nhé. Và bên này là em có cái sản phẩm dây buộc lan chiều dài 100m có dao cắt kèm theo rất là tiện dụng này. 35.000 cho một cuộn và đặc biệt sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh ạ. Được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng. Sản phẩm này em xin phép được bán với giá là 35.000 cho một túi nhé. Một cái sản phẩm em nghĩ rằng là rất là hoàn hảo để cô chú anh chị có thể sử dụng bón cho cây ạ. Thứ nhất là vừa cung cấp được giá trị dinh dưỡng tối ưu. Thứ hai là nó rất là lành tính. Cô chú anh chị thoải mái bón hay là thoải mái trộn với cả giá thể mà không sợ bị ảnh hưởng rễ cũng như đen đầu rễ, mà cung cấp được giá trị dinh dưỡng rất là tuyệt vời luôn. Đó, nên là em nghĩ rằng là đây là một cái lựa chọn cực kỳ là hoàn hảo luôn ạ. Bên này thì em vẫn có sản phẩm là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng nhé. 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000 cho một lọ nhé. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời vời luôn. Diệt khuẩn này, làm sạch không khí, mùi hương của nó có thể tạo cho cô chú anh chị những cảm giác thư giãn an thần tuyệt vời luôn. Nói chung là rất là nhiều tác dụng luôn. Cô chú anh chị có thể lên Google. Nói chung là cái sản phẩm tinh dầu hồi này này, từ cánh hoa hồi người ta đã cho vào cái món ăn ạ, để tạo hương vị cũng như là rất là tốt đối với sức khỏe và cực kỳ là lành tính luôn cô chú anh chị nhé. Giảm đau một cách hiệu quả, không hay nóng rát luôn. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có và cảm ơn cô chú anh chị.